Hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin hôm nay mình lại tiếp tục lên chia sẻ những thông tin liên quan đến Thanh Trang. Thưa quý vị, để không mất thời gian thì đầu tiên mình xin gửi lời tổng chào đến quý vị và các bạn một lần. Chúng ta lại tiếp tục bàn cãi và chia sẻ đến cùng nhau tất cả những cái thông điệp liên quan đến các cái bài viết của Thanh Trần gần đây, cũng như cái văn hóa cùi mà Thanh Trần đã từng tiết lộ chia sẻ trên không gian mạng, khiến cho chúng ta bất chợt liên tưởng có phải là Thanh Trần là một luật sư hay không. Đến giờ này thì nhìn nhận một cách khách quan và thực tế thì chúng ta có thể đánh giá ở một góc độ nhìn nhận bình thường. Thì nếu Thanh Trần là một luật sư thực sự được nhân danh là một vị thạc sĩ luật sư, với đạo đức, với nhân cách, giá trị như vậy, thì chắc chắn một con người bình thường khi nhìn qua, nghe từ giọng điệu cho đến các bài chia sẻ cũng như nhận định của Thanh Trần, một người chưa hiểu về lai lịch của Thanh Trần thì không thể đánh giá và không thể chấp nhận và cho đây là một luật sư. Đấy, thưa các bạn, với những nhận định, những khẳng định của Thanh Trần trên không gian mạng thì tự cho mình là một luật sư, là một thạc sĩ, đã từng trải qua và kinh qua tất cả các cái kinh nghiệm mình đã từng trải, từng học trong trên con đường hành sự là nghiệp vụ về nghề luật sư của mình. Nhưng đi ngược lại với bản chất, thái độ, cử chỉ, hành vi và những lời nói cộng thêm những ngôn từ của Thanh Trần thì chúng ta có thể khó chấp nhận và khó đoán đây là một luật sư đấy các bạn. Không phải. Một luật sư thì người ta rất khiêm nhường về lời nói, người ta rất tự kính trọng lấy bản thân của họ, tự giữ cái vị thế của mình, chứ không giống như Thanh Trần tự đánh mất bản thân mình, tự tung hô mình lên một mức độ rồi tự dìm bản thân mình xuống dưới đáy của xã hội, tận cùng của sự vô văn hóa, thiếu liêm sĩ của Thanh Trần. Các bạn cũng đã thấy đó, từ hành động, lời nói, cử chỉ cộng thêm văn hóa cùi là chúng ta đủ đánh giá được nhân cách, tri thức của Thanh Trần ở một góc độ như thế nào. Để nhận nhìn về tất cả những gì Thanh Trần đã nói, Thanh Trần đã làm và diện kiến khi tham gia vào cái Đà Đam Ma của Thiền Am, thì chúng ta thấy rằng Thanh Trần luôn thể hiện, luôn nhân danh mình là người có tiềm năng, có kiến thức, có vị thế đối với xã hội và có trách nhiệm, quan trọng hơn là có trách nhiệm đối với người Thiền Am khi tham gia vào trong cái Đà Đam Ma của Thiền Am này. Ngày hôm nay thì Thanh Trần có chia sẻ nhiều bài viết mà để cho chúng ta có thể đánh giá và nhìn nhận lại từ văn nói cũng như văn viết của Thanh Trần. Xem qua các bài chia sẻ trên trang của Thanh Trần thì chúng ta thấy rằng những ngôn từ, những phát ngôn, những kiến thức chúng ta cũng đánh giá và có thể là ngỡ ngàng khi cho rằng nếu đây là một luật sư thì không thể chấp nhận được. Và nếu không phải là luật sư thì Thanh Trần tại sao lại nhân danh mình là thạc sĩ luật sư, là để lừa cộng đồng mạng hay sao, hay để tự tô vẽ cái bản thân mình mà khi nhắm đến một sự việc nào đó trong xã hội để đạt đến mục đích và nguyện vọng của mình. Có thể đây là những cái ý đồ của Thanh Trần mà chúng ta cũng đã biết. Bài viết cách đây 7 giờ của Thanh Trần. Thanh Trần ngày hôm nay có đăng 2 bài viết. Từ 2 cái bài viết này thì chúng ta có thể đánh giá được nhân cách, đạo đức của Thanh Trần có phải là đứng hàng thứ trong luật sư hay là không, và có phải là giữ cái chức vị của luật sư hay không. Thanh Trần vẫn nhắm đến nhóm đa đề, dùng những ngôn từ miệt thị, trong đó Thanh Trần nhắc đến là chị Lan Hai Lúa.
Chị Lan Hai Lúa là một nhân vật được cộng đồng mạng cũng như fan của Thanh Trần đặt cho cái biệt danh là đa đề, và cũng thực sự là đa đề. Chúng ta thấy rằng trong fan Thiền Am, các chị, các anh đều là lớn tuổi hết. Mà fan đa đề, nhóm đa đề này là nhóm của chị Lan Lúa, là người mà chúng ta thấy rằng đến bây giờ đã bị công kích và miệt thị rất là nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng chính nhóm đa đề này là người sát cánh kề vai với người Thiền Am để hỗ trợ từ tinh thần cho đến rất nhiều các cái diễn biến liên quan đến từ pháp lý cho đến thị phi của người Thiền Am. Thì chúng ta thấy nhóm đa đề trong đó có chị Lan, chị em của chị Lan là người luôn đồng hành với người Thiền Am, luôn đứng ra để bảo vệ, luôn đảm cái trách nhiệm là người cương vị để lên tiếng nói công tâm để giúp Thiền Am giải thoát. Chúng ta xem lượt lại các cái đoạn video clip quá khứ ở những cái biến cố đầu tiên khi Thiền Am xảy ra các cái vấn đề về thị phi, thì nhóm chị Lan Hai Lúa này là người mà chúng ta thấy rằng có trách nhiệm, dám đứng ra, dám nói và dám đối đầu với những người đang tìm cách hãm hại Thiền Am ở thời điểm trước và kể cả đến bây giờ. Đó là cái biệt danh là đa đề, và cũng đúng với lại cái ý nghĩa này. Đa đề thì gọi là cổ thụ, gọi là một cái ngôn từ nào đó nó có sự tôn vinh, kính trọng ở những bậc cao niên lớn tuổi, và đúng với cái bản chất của ngôn từ này. Thanh Trần dùng cái đa đề này để miệt thị, để đánh giá, nhưng thực ra thì chúng ta thấy rằng là chính những người đa đề này mới là người thực sự giúp đức Phật, giúp sức và kề vai sát cánh với người Thiền Am, đem lại rất nhiều các cái lợi ích cho Thiền Am, từ tinh thần cho đến cái mà gọi là cơm áo gạo tiền cũng như pháp lý. Thì hôm nay Thanh Trần lại cay những người đa đề này, trong đó là chị Lan, và Thanh Trần có một bài viết chia sẻ dùng những ngôn từ rất là không chấp nhận của một luật sư, dùng ngôn từ của những người được gọi là đầu đường xó chợ, chứ không phải là một luật sư thạc sĩ như danh xưng của Thanh Trần thường nói. Bài viết Thanh Trần chia sẻ miệt thị chị Lan một cách rất là tệ hại, những ngôn từ rất là sâu cay các bạn. Bài viết như thế này, mình mạn phép đọc sơ các cái chia sẻ của Thanh Trần trên trang của Thanh Trần. Đáng thương cho mẹ của hai chị em, của hai con quỷ già. Dùng cái ngôn từ này hơi nhạy cảm nha các bạn, là YouTube nó hơi tối kỵ những cái ngôn từ này, nhưng mà mình đọc theo cái nguyên bản của cái lời văn, cái cảm xúc bộc lộ của bản chất tâm can của một luật sư thạc sĩ dùng những ngôn từ để miệt thị người đời một cách thái quá như thế này. Đáng thương cho cha mẹ của hai con Hủy Già Lan Lúa và Hoa Nguyễn Ba. Cha mẹ đã qua đời lâu rồi, vậy mà hai đứa con gái ngỗ nghịch, hỗn láo, mất dạy vì đồng tiền, bất chấp gì đây, mà Thanh Trần viết là bất chấp. Có thể là cái văn hóa và cái chính tả câu từ của Thanh Trần nó không được logic và nó không đồng điệu với nhau, cho nên đọc qua cái lời văn, qua cái lời văn nói là chúng ta đã thấy nó lộn xộn, nó không có logic, nó không có bài bản của một người trí thức rồi, mà qua cái lời văn viết là cũng đã thấy là sai chính tả, mà lại sai các cái ngữ cảnh, những cái ngôn từ, những cái luận điệu nó xuất phát từ bản chất của một con người gọi là vô văn hóa, chứ không phải là thạc sĩ luật sư được. Vì đồng tiền mà bất chấp lưng thường, bất chấp hay là bất chấp các bạn, những cái câu từ, cái ngữ cảnh này nó không đồng điểm với nhau. Bất chấp với lưng thường, chứ không có ai mà dùng cái từ bất chấp hết tất cả. Đó là một cái trình độ về văn viết là đã sai chính tả rồi, là đủ đánh giá về con người khi viết lên một cái nội dung của nguyên văn để chia sẻ lên cộng đồng. Thì ít ra Thanh Trần cũng phải
xem lại, coi lại cái chính tả, cái câu từ của mình nó đúng sai như thế nào để rồi chỉnh sửa. Nhưng mà trong đây là thấy Thanh Trần chỉnh sửa rồi đấy à, nhưng mà dùng cái ngôn từ như thế này thì chúng ta thấy nó có phải là sai chính tả hay là cố tình viết đây, cố tình viết sai. Vì đồng tiền mà bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp chứ không phải bất chấp nghe các bạn. Đây, có thể là bất chấp nhưng mà Thanh Trần viết sai chính tả là thành bất chấp à. Đem cha mẹ đã chết của mình ra để chửi trên mạng xã hội cho cả thiên hạ biết, dòng họ Nguyễn Thị không biết dạy dỗ con cháu, cho nên sản xuất ra hai đứa con gái nghịch tử. Các bạn thấy không, văn hóa của một cô thạc sĩ luật sư như thế này đây. Trong khi là cô nói người ta, cô không nhìn lại bản thân bản chất của mình. Cô đã lên mạng xã hội xúc chỉa biết bao nhiêu là người đời, biết bao nhiêu là con người. Bây giờ cô lại lôi cha mẹ của chị Lan này ra miệt thị một cách rất là khó mà chấp nhận. Lôi cả dòng họ ra để xúc xỉa. Dòng họ của Nguyễn Thị không biết dạy dỗ con cháu, cho nên sản xuất ra hai đứa con gái nghịch tử. Đấy, văn từ văn hóa của một luật sư thạc sĩ đó các bạn. Nhân danh tự xưng mình đó nghe, chứ không ai đặt cho cô là thạc sĩ luật sư hết cả. Chỉ có cô tự xưng à, nhưng mà cái văn hóa như thế này nó có xứng đáng với cái nhân cách của Thanh Trần hay không? Đó là văn viết. Hai con ủy già ha, mình dùng cái từ cho nó khác tí để tránh YouTube quét cái nhạy cảm nghe các bạn. Hai con đây, cái văn hóa viết của Thanh Trần nó rất là bẩn bừa các bạn. Hai con quỷ già Hoa Nguyễn Ba và Lan Lúa, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đây, đó là cái ngôn từ mà chúng ta thường hay nghe của những trẻ em, những người mà không được đào tạo, không được giáo dục, những người mà được gọi là đầu đường xó chợ đó, thường hay dùng những cái câu từ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hồi xưa mình đi học là các bạn trẻ là hay dùng những cái ngôn từ này đây. Đấy, mà bây giờ chính những cái ngôn từ này được Thanh Trần áp dụng cho các cái bài viết chia sẻ của mình trên tập cộng đồng à, nhân danh là một thạc sĩ luật sư. Có nghĩa là Thanh Trần coi khán giả cộng đồng mạng này giống như những đứa trẻ đầu đường xó chợ, ngang tầm ngang hàng với Thanh Trần. Cho nên Thanh Trần không còn khiêm nhường cái lời nói và cái văn từ của mình à, bất chấp để sử dụng những ngôn từ mà xúc xỉa những con người như thế này. Người ta thường nói rằng đó là cái câu là không kiêng cũng có chữ vì, phải không các bạn à, có muốn nói, muốn xúc phạm đến một ai thì ít ra mình cũng phải biết suy ngẫm, tự ti nhìn lại cái bản thân, bản chất của mình đã sạch sẽ hay chưa à, ngôn từ mình sử dụng như thế này mình nói ra rồi à, có ai nó trách móc mình hay không ít ra cũng phải suy đầu nghĩ đuôi rồi mới phát ngôn những cái câu nói này chứ các bạn. Dù có bức xúc đi thế nào thì người ta thường nói rằng là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần à, mà Thanh Trần lại dùng những cái ngôn từ mà chúng ta thấy rằng không thể chấp nhận cho một người mà ăn học đến cái tầm địa vị như thế này rồi mà lại sử dụng cái ngôn từ rất là đầu đường xó chợ. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cho nên tưởng rằng hai đứa đang chửi người ta, hát bài về chửi người ta, mà y chang bà Lan đang chửi chính bà Lan. Có nghĩa là trong cái bài về này tác giả không biết ai viết mà nói về Thanh Trần đúng y với bản chất của Thanh Trần. Cho nên Thanh Trần rất là cay, rất là nhục khi nghe được tác giả đã dựng lên đã viết ra một cái bài về với những câu từ để tiết lộ và nói lên rõ được cái bản chất tâm lý, tâm trạng, nhân cách, giá trị, đạo đức của Thanh Trần. Cho nên Thanh Trần đã đọc được và mũi lòng về bản thân của mình đã bị lôi ra vạch trần bằng những câu từ, những ngôn ngữ được thốt ra của tác giả để dựng nên, để viết ra những cái câu và như thế này, mà Thanh Trần cảm thấy tủi nhục xấu hổ. Cho nên bây giờ gỡ gạt bằng cách đó là lên mạng xã hội đáp trả lại với những ngôn từ không thiếu phần nhục mạ. Đây,
Hát thì à, y chang bà Lan đang chửi bà Lan lôi cha mẹ đã chết của bản thân mình ra chửi. Hát thì tệ giống như một con điên. Đó là những lời nhận xét của nhiều người trên mạng xã hội và tôi. Đấy, Thanh Trần cũng đã biết nhận xét ra cái điều này là cái điều tệ hại nhục nhã trên mạng xã hội. Nhưng Thanh Trần lại còn là thể hiện cái bản chất mình là tệ hơn thế nữa. Đem những cái văn từ, những cái ngôn ngữ ra để xúc xỉa người đời mà không nhìn nhận lại bản thân mình là ai, vị thế của mình đang là ai, tại sao mình là luật sư mà tại sao mình ngang mình hổn vậy ta? Tự phải hỏi lại bản thân mình chứ Thanh Trần. Luật sư đâu có ai mà có thể dùng những ngôn từ này ta? Tại sao mình lại ngáo dữ lại ta? Đấy. Chứ có đời ai mà luật sư mà lên mạng xã hội mà xúc xỉa người đời rồi đưa những cái văn viết, văn nói, những cái ngôn từ mà nó tệ hại như thế này ra mà không suy ngẫm lại được. Đó là những lời nhận xét của nhiều người trên mạng xã hội và tôi. Khi nói về hai con quỷ già Lan Lúa và Hoa Nguyễn Ba khinh bỉ. Ấy, rất là cay cái giọng điệu của Thanh Trần, rất là cay. Khinh bỉ coi thường, tôi nhận thấy Thiền Am quá là đáng thương. Một cái câu này, câu nói này nó đi ngược lại với cái bản chất của Thanh Trần, được gọi là đạo đức giả nhân giả nghĩa đó. Đối với con người các bạn có thể thấy đó, từ hành động, lời nói cho đến cái cảm xúc bản thân thì nó có xứng đáng mà để nói những ngôn từ là tôi nhận thấy Thiền Am quá đáng thương. Cái từ đáng thương này đối với Thanh Trần không xứng đáng để mà được người đời cảm nhận. Bản chất của Thanh Trần không thể là có những cái cảm xúc như thế này được. Nếu như con người Thanh Trần mà có cái cảm xúc là đáng thương rồi tội nghiệp hay hoặc là mến thương người đời thì không bao giờ dùng những cái văn từ, những cái câu nói mà nó mang tính là rất là ác. Mình dùng cái từ đó nó hơi nhạy cảm nhưng mà có thể phải dùng để chúng ta có thể hiểu được bản chất của con người Thanh Trần như thế nào. Một con người nhân từ đức đạo, các bậc thiền sư, các ông thầy bô lão ngày xưa, các bạn để ý xem những người đó có bao giờ mà họ dùng những cái ngôn từ mà nó có những cái ý mà nó ác cảm như thế này hay không? Không có. Kể cả những người tri thức, là giáo viên hay hoặc là nói chung tóm lại là những người có địa vị tri thức trong xã hội thì người ta không bao giờ dùng những ngôn từ mà nó mang tính rất là ác cảm miệt thị. Đấy, thì đối với Thanh Trần, miệng thì lúc nào cũng dở dòng điệu ra là rất là đáng thương, rất là tội, rất là cảm động. Những ngôn từ đó nó không phù hợp, nó không có trong lương tâm, trong trái tim của Thanh Trần, nhưng nó có trên đầu môi chốt lưỡi của Thanh Trần. Đây, cho nên Thanh Trần dùng những cái ngôn từ đó để lòa mắt thiên hạ, để dẫn dắt, để cho họ thấy được. Nhưng thực ra tất cả những cái gì trong sâu cay của lương tâm Thanh Trần, tự Thanh Trần đã bộc bạch ra rồi. Những cái cảm giác, những cái cảm xúc, người ta thường nói rằng đó là cảm giác, cảm xúc nó dâng trào cho nên mới phát ra những cái ngôn ngữ, ngôn từ. Người có người mà có lòng nhân ái, từ bi, thiện cảm thì họ phát ngôn ra những cái câu nói nó rất là nhẹ nhàng, nó mang tính âm hưởng của một cái âm điệu mà chúng ta cảm thấy nó có chất chứa cái niềm thương yêu, chứ không có dùng những cái ngôn từ giống như Thanh Trần. Ngôn từ của Thanh Trần giống như những ngôn từ mà của những ác phụ, của những người mà được gọi là phù thủy đó các bạn. Đấy, cho nên là Thanh Trần dùng những ngôn từ mà thật là đáng thương cho Thiền Am, nó không có, nó không xứng đáng, nó không có. Những cái câu nói này nó không có trong trái tim của Thanh Trần, nhưng Thanh Trần có thể mượn những cái câu nói này để lừa mắt khán giả thôi. Tôi nhận thấy Thiền Am thật là đáng thương. Không có. Thanh Trần, cái câu nói này nó không xuất phát từ trong thâm can trái tim của Thanh Trần đâu, mà câu nói này nó thể hiện cái sự giả tạo của Thanh Trần. Đây, trong
4 năm qua, hai con quỷ già Lan Lúa Nguyễn Ba này đã cắn biết bao nhiêu tiền. Tiền vận động xây nhà, tiền thuê luật sư, tiền bà thám tử giả. Bất cứ chuyện gì trong thiền âm liên quan đến tiền là có dấu răng cắn tiền của hai con quỷ già Lan Lúa và Hoa Nguyễn Hoa. Các bạn thấy không? Nghe những cái ngôn từ, những cái câu nói của Thanh Trần nó xuất phát từ cái bản chất, cái tâm can của Thanh Trần. Nó rất là đê tiện, hèn hạ. Nhắc đến đồng tiền, mình lại đánh giá, mình nhìn nhận, xét nét con người ta nhưng không nhìn lại nhân cách bản thân của mình. Có xứng đáng để tung ra những cái lời nói này mà trách mắng người đời hay không? Đấy. Trời sinh một cặp đôi chị em sống bằng nghề mượn hoa cúng Phật, giả nhân giả nghĩa, hiện nay bị mất miếng ăn, quay lại cắn bậy, mất miếng ăn lộn gan lên đầu. Đấy. Văn chương, văn viết của một thạc sĩ luật sư đó các bạn. Lần này hai con quỷ già và nhóm ăn chặn tiền của chúng nó đã bị vạch mặt đa đề. Cái gì á? Văn cái kiểu gì á? Không ra cái ngữ, nhìn cái ngữ cảnh của cái văn từ này nó không xứng, nó không đúng vào đâu hết trơn. Lần này hai con quỷ già và nhóm ăn chặn tiền của chúng nó đã bị vạch mặt đa đề là gì? Đây, không hiểu luôn. Không dám bước chân vào thiền âm, mượn tên thiền âm vận động tiền mạnh thường quân, ăn chặn, ăn bớt, mua xe hơi, mua thêm nhà ở quận Bình Tân, ăn ốc bắt thiền âm đổ vỏ. Làm việc với thiền an, làm việc với an ninh điều tra tỉnh Long An thì con quỷ già Lan Lúa và thằng Toán Trần trút vỏ đổi thừa toàn bộ cho các thầy đang thi hành án trong trại giam. Hay không biết cái này có thật sự hay không, hay là từ cái suy diễn của Thanh Trần ra mà Thanh Trần nói một lèo rất là sân si. Họ ăn chặn ăn tiền ở đâu, có bằng chứng thì đưa ra, bằng chứng thì không có, không thấy, không biết. Mà cứ tối ngày lên là nghe Thanh Trần dùng những cái ngôn từ là rất là khó hiểu. Cái bản chất của mình đã thối tha, đã như vậy rồi, chuyên sân si, chuyên nhắm vào người đời để xỉa xói mà cảm thấy rất là khó chịu. Văn từ thì lũng cũng không đầu không đuôi. Vậy mà Thanh Trần, nhân danh mình là thạc sĩ luật sĩ, thạc sĩ luật sư, trời bất dung tha, trước khi không cho thăm nuôi, đã không kịp báo cho người thân biết nhóm mặt nạ đa đề nhất định phải gặp báo ứng. Tôi không thèm chửi hai con quỷ già Lan Lúa và Hoa Nguyễn Ba dơ miệng của mình. Tôi đang lên cộng đồng mạng chơi, tức chơi cho vui. Hey, đó là cái câu kết của Thanh Trần. Các bạn thấy không? Cái bài viết của Thanh Trần này nó ẩn chứa một cái sự cay cú, sân si, sân hận của những người mà được gọi là tệ bạc nhất trong xã hội này. Ngôn ngữ thì dùng cho những người đầu đường xó chợ là xin lỗi các bạn, với đầu đường xó chợ nhiều người họ còn tri thức, họ còn rất là tế nhị. Những người không học nhưng họ có một cái nhìn nhận xác thực. Đôi lúc cái văn nói, văn từ họ cũng không dám mà thốt ra những cái câu nói mà nó mang tính ác cảm giống như Thanh Trần này đâu. Tuy là họ không học được, nhưng vì một hoàn cảnh nào đó mà họ có thể họ không học, nhưng cái bản chất của con người là nó có trong tâm huyết, trong cái trái tim lương tâm của một con người rồi, chứ không phải là học cao hiểu rộng mới là người thay đổi được nhân cách bản chất đâu. Nếu như một con người như Thanh Trần như thế này thì đúng ra là lên mạng xã hội đừng có tự xưng mình là thạc sĩ, đừng có tự xưng mình là luật sư làm cái gì. Đây. Rồi, bài viết thứ hai cách đây cũng 6 giờ, cách 2 tiếng đồng hồ là đăng hai bài. Và cái bài viết thứ hai này là kèm một cái hình ảnh, quay một cái đoạn đường nào đây, hình như Thanh Trần đang đi vô thiền am hay là sao đó, mà quay cái cảnh ở đây rồi bắt đầu Và mục đích của cái bài viết này và cái đoạn ghi hình này là các bạn thấy là đủ thấy được cái mục đích của Thanh Trần là gì trong đây rồi. Nghe các bạn, quay cái đoạn đường ở ngoài đường đi vô thiền âm mà cho rằng đường này là đường nhà nước nhân dân cùng làm. Mục đích của Thanh Trần là muốn kêu gọi để làm cái đường này cho thiền âm đây. Thấy có vô duyên vô cớ không các bạn? Rồi để đọc cái này rồi các bạn có thể nghĩ và thấy được cái bản chất của Thanh Trần như thế nào nha.
hẹn gặp nhau vào sáng thứ bảy, tôi sẽ quay trực tiếp con đường dẫn vào thiền âm và chi phí làm đường nhà nước và nhân dân cùng đóng góp. Thiền âm đã đóng góp kinh phí làm đường. Con tiểu tam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dám nói, gọi điện thoại hỏi chính quyền núm đen, lấy gương soi lại bản thân mình, láo và xạo hết phần thiên hạ, tiếp tục lên mạng vận động tiền Mạnh Thường Quân làm đường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mạnh Thường Quân. Công tiểu tam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhóm La Đề là một nhóm ăn cướp tiền của Mạnh Thường Quân, nhạ dạ cả tin. khó mà hiểu được cái bản chất của Thanh Trần này. Không biết Thanh Trần đang nói ai đây. Bản thân của mình thì chưa quán cải, chưa thay đổi được từ nhân cách cho đến cái sự liêm sỉ của mình. Lên mạng thì lúc nào cũng tung hô, tự cho mình là người tài cao trí đức hơn người, luôn khinh miệt người đời, ai cũng cho rằng là thấp kém và ngu dốt hơn mình hết. Nhưng mà chính bản thân, bản chất của mình lại là những con người tầm thường đê tiện nhất trong xã hội như thế này. Lúc nào cũng cho rằng người ta ăn chặn rồi lợi dụng rồi trục lợi, nhưng không có một bằng chứng. Nhưng bản thân của mình lại còn là thủ đoạn, còn là chiêu trò hơn. Như vậy cho nên các bạn có thể nhìn lại tất cả các cái bài viết của Thanh Trần, cũng như các cái sự về các nội dung mà Thanh Trần đã chia sẻ từ văn nói cho đến văn viết đấy. Vừa qua thì vào thiền âm đây, chụp những cái hình như thế này đây, chụp hình những chú tiểu trong thiền âm rồi đăng tải lên, có cái bánh sinh nhật cũng đem vào tặng cho mấy chú tiểu. Đây là đạo đức giả, đây là thể hiện cái sự mà gọi là chiêu trò mục đích của mình đây. Đây, 5-3 cái bánh rồi cũng đem lên là chụp hình khoa lên mạng xã hội. Làm chi vậy? Đây, bánh thì bánh mừng sinh nhật của Thanh Trần, nhưng mà đem thương tặng cho thiền am. Đây, nó không có thực lòng, thực tâm. Nó mang cái tính chất là giả dối, lọc lừa ở chỗ đây. Mượn cái này mới gọi là mượn hoa cúng Phật đây. Nhưng mà lúc nào cũng lên mạng, cũng chửi người ta cho rằng là người ta là mượn hoa cúng Phật. Nhưng bản thân, bản chất của mình thì quá là ti tiện và đê hèn ở chỗ này. Rất nhiều các cái bài viết của Thanh Trần mà chia sẻ lên tập cộng đồng này, khi các bạn đọc và nhìn xem nó thì có thể là thấy được cái nhân cách của Thanh Trần nó quá là tệ bạc. Nó không xứng đáng là một luật sư như vậy. Chưa có bao giờ mà thấy một luật sư mà lên mạng xã hội mà rêu rao rồi dùng những cái ngôn từ nó rất là bẩn thỉu như thế này. Đây, vừa qua Thanh Trần viết rất nhiều các cái bài viết cách đây một tuần nói về cái đạo đức giả này. Các bạn chia sẻ, lấy cái bài viết của ai ra mà chia sẻ lên về cái việc mà Thanh Trần lấy một cái tấm gương của một người tốt, lấy cái tấm gương của một con người mà được gọi là hào kiệt nhân hậu trong xã hội này, đem chia sẻ lên tập cộng đồng của mình, nhằm để cho khán giả cộng đồng thấy được bản thân của Thanh Trần giống như một tác giả, giống như một con người như vậy, kiểu là như vậy đó. Vừa hào phóng mà vừa nhân trí đức, giúp đỡ người đời vô điều kiện. Nhưng mà lấy cái bài viết của ai, lấy một nhân vật nào nó là đời thực ở ngoài đời, lại đem so sánh với một con người tiểu nhân đê hèn với giống như Thanh Trần như thế này, mà đem lên là chia sẻ nhằm để mượn cái danh nghĩa của những con người này mà muốn nói về mình đây. Nhưng mà nó không có đúng chỗ. Bản chất của con người Thanh Trần là nó quá ti tiện như thế rồi. Nó quá là đê hèn như thế rồi. Đây, mình đọc sơ cái đoạn bài viết, chắc là các bạn cũng có đọc rồi.
Ngày đó dịch bệnh hoành hành khắp nơi, người dân khốn khổ lao đao thiếu thốn mọi bề trên các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những cảnh thương tâm. Đoạn đường tôi đi qua có nhiều người ngồi rải rác xin ăn, cả thành phố chìm trong im lặng nín thở, chỉ còn những chiếc ô tô chạy trên đường phố, xa xa nghe tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương chở người đi cách ly mà rợn hú ớt xà ra xin ăn với đôi mắt cầu cứu thương cảm. Những dòng người vẫn lặng lẽ trôi qua, đi lạnh lùng đáng sợ. Có mấy ai để ý họ đâu, những cảnh tượng đó tôi luôn ám ảnh trong người. Hey, bắt tôi phải suy nghĩ mình phải làm gì đây trong lúc này. Tôi gọi con về cùng nhau, cùng tác chiến phân việc, mà thì đi phát gạo, mì, tôm, trứng, lạc, đậu phụng, cá khô, tiền cho mọi người. Đây là một nhân vật giữa đời thực có thực, chứ không phải là của Thanh Trần nha các bạn. Nhưng Thanh Trần mượn cái bài viết của tác giả này để đem lên đây để khoe rằng là bản thân và lương tâm của Thanh Trần cũng biết rung động, cũng biết cảm xúc, cũng biết nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế này, cũng biết đáng thương người đời đấy. Đó là cái sự giả tạo vô cớ của Thanh Trần đấy. Mà cái câu chuyện này nó rất lâu rồi, từ năm mà 2021 đến bây giờ dịch bệnh đang hoành hành mấy năm trời rồi. Nằm suy nghĩ miên man lo sợ thất vọng, tin tức hàng ngày thông báo là số ca mắc bị Covid rất nhiều, cái sống cái chết của họ mong manh. Tôi gọi trời không thấu, gọi đất không hay, tôi chỉ biết cầu xin trời Phật cứu cho tôi thoát khỏi chết trở về. Một cái bài viết của một tác giả viết lên cũng rất là có ý nghĩa, rất là thâm thúy. Nhưng tác giả này là có thật giữa đời thường, nó khác hẳn với Thanh Trần. Tác giả này là một mầm sống, là một người tâm đức thiện lành đàng hoàng, cho nên họ viết ra cái bài viết này nó xuất phát từ tâm can sâu thẳm của một người nhân từ đạo đức, không có những ngôn từ mà gây phản cảm, nhưng những ngôn từ rất là xót xa cảm thương, chứ không có những cái ngôn từ giống như Thanh Trần, những ngôn từ rất là mặc cảm ác cảm. Hay cho nên chúng ta thấy rằng Thanh Trần mượn một cái bài viết của một tác giả nào đó mà đem lên chia sẻ trên trang cộng đồng của mình, để cảm hóa được người nghe, để cảm hóa được cái nhìn thấu đáo của khán giả, thấy được tấm lòng của Thanh Trần rất là bao la, rất là bao dung, rất là vị tha, rất là xót thương. Đây, đó là cái đạo đức giả, đó là những điều mà nó xuất phát từ đầu môi chốt lưỡi của Thanh Trần, chứ không có xuất phát từ trong trái tim, trong lương tâm, trong bản chất của con người. Bản chất của Thanh Trần là nó thể hiện một con người nó khác với đời thực, nó không giống với đời thực. Đấy. Cho nên tất cả những gì mà Thanh Trần đã chia sẻ, Thanh Trần đã nói, đã làm trên mạng xã hội thì chúng ta biết rất là rõ và thấy rất rõ từ các cái diễn biến, từ các cái tình tiết khi Thanh Trần tham gia vào cái drama của Thiền Am này là như thế nào. Là phải xin giấy phép xây dựng và đất ở. Chúng ta có thể lọc. Rồi bà nói luôn là gì? Xem lại một số bài viết. Bà nói bằng tưởng bán Trần là công an. Một số bài viết của Thanh Trần được thể hiện qua những ngôn từ, qua các văn nói của Thanh Trần. Thì các bạn. Những bài viết của Thanh Trần rất là dài, nhưng mà chắc các bạn cũng đã nghe, đã thấy được những cái ngôn từ. Mà nói được, nghe không? Chứ không phải là qua Tết một cái là không cho thăm gặp liền, không phải. Vẫn còn được. Để đến tháng 11 là phải có bị vụ án, không phải có bị, chưa có thấy bị kẹt. Những nội dung bữa thì cho các bạn coi đó. Đó là của... Cho ổng, xúi. Ổng cũng không biết luôn là làm ra lúc nào. Tuy nhiên, nếu như người Thiện Am làm cái đơn đó mà họ ký tập thể vậy, họ bắt không. Bởi vì á, để tôi sẽ trích xuất ra cái điện thoại nó có âm thanh lớn, tôi sẽ chỉ ra cho. Rất nhiều các cái bài viết của Thanh Trần mà nhiều cái ngôn từ
cái chỗ không mà ngờ tới. các bạn đã nghe Tôi nói qua thật là luôn thấy thấy á, nổi tại da vì gà liền. họ nói với tôi là ở trong Đại Nam. Tôi cho các bạn nghe. Bây giờ lục ra hơi hơi lâu, hơi mất thời gian nha các bạn. Chị muốn đấu tranh cái gì? Cũng phải trong khuôn khổ. Tôi đâu có vừa kêu thầu vô. Nếu cậu không có những cái đó làm, ở chừng cậu bị thương vậy, chúng tôi thương vậy lừa. Mà thùng dân xuất thông. Mà nhớ cái gì tích cậu làm mà nó rồi bỏ qua cái thanh trần đi hả các bạn. Quay lại mình chào các bạn tí. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta thấy rằng trong những ngày gần đây, khi Thanh Trần và Hồng Sơn luôn tích cực vào Thiền Am và luôn thể hiện được vị thế và trách nhiệm của mình đối với người Thiền Am, nhưng không biết thực sự là mục đích của Thanh Trần là gì. Có phải là xuất phát từ cái lòng thương xót trách nhiệm của Thanh Trần hay không? Nếu là một luật sư có vị thế, có địa vị trong xã hội thì Thanh Trần không có rảnh rỗi mà ngày đêm mà quan tâm đến cái những cái việc không đáng làm của Thanh Trần đối với Thiền Am đâu các bạn. Một luật sư thì đáng lý ra Thanh Trần phải là lo tất bật cho cái công việc của một vị luật sư chứ, đâu có rảnh rỗi mà ngày nào cũng lên mạng xã hội 2-3 buổi chia sẻ. Đấy. Rồi thời gian đâu mà Thanh Trần cập nhật thông tin nội dung nữa. Như vậy thì chứng tỏ rằng là Thanh Trần đang là một luật sư thất nghiệp, một luật sư biến chất, một luật sư không có việc làm, một luật sư không được mọi người tôn kính, và một quan trọng hơn là luật sư không được ai thuê mướn. Cho nên là các bạn thấy chưa thấy Thanh Trần bảo vệ cho một vụ án nào cả, nhưng lên mạng thì nhân danh mình là luật sư, thạc sĩ. Và khi tham gia được cái mạng xã hội này thì Thanh Trần biết cái hiệu ứng của mạng xã hội là nơi có thể được đánh bóng tên tuổi, nơi có thể được vinh danh vị thế và trình độ đẳng cấp của mình. Cho nên Thanh Trần bám vào cái trend của Thiền Am là mục đích như vậy. Nhưng cuối cùng thì Thanh Trần không thể hiện được cái khả năng, cái trình độ của mình. Và cuối cùng Thanh Trần lao vào cái mạng xã hội này giống như một con thiêu thân bất chấp. Và kể từ đó thì Thanh Trần đã đánh đổi cái bằng cấp, cái trình độ, cái sự nghiệp của mình một cách vô điều kiện. Hey. Các bạn so lại những vị luật sư, những người mà thực sự để chúng ta tôn kính, đó là luật sư, nhà báo. Nói về nữ là Hàn Ni. Hey. Hàn Ni cũng là một luật sư được cộng đồng mạng biết đến với trình độ tri thức. Khi lên mạng chia sẻ pháp lý thì Hàn Ni đưa ra những cái nhận định về pháp lý, những bài chia sẻ nó rất là thực tế, nó rất là bổ ích, mang tính chất là giáo dục. Đây. Còn luật sư Trần Văn Sĩ là một luật sư bậc thầy, cũng lão luyện, lên mạng xã hội tham gia chia sẻ kiến thức về pháp luật, chứ không bao giờ mà soi mói vào người đời, không bao giờ nhắm đến cái chuyện riêng tư, xúc xỉa hay hoặc là có cái tính gọi là ganh tị và sân si ai cả. Vậy mới là những người luật sư đáng để chúng ta ngưỡng mộ, tin tưởng với cái trọng trách, trách nhiệm của họ, xứng đáng là những người luật sư thực sự. Còn Thanh Trần, Hồng Sơn khi tham gia cái drama này, mục đích là để đánh bóng tên tuổi, để cho cộng đồng mạng biết đến mình là một luật sư, là một thạc sĩ. Cho nên cô lung tung hô, lung từ tăng bốc mình, chứ khán giả cộng đồng mạng không biết, không nhìn thấy được là Thanh Trần là ai. Chỉ nghe nói là cô, nói là cô là luật sư, là thạc sĩ vậy thôi, chứ không biết, không ít ra cũng phải chứng minh được là mình có văn phòng, cái bằng cấp chưa thể là chứng minh được trình độ. Xã hội hiện thời bây giờ là người thực việc thực, phải thể hiện cái thực lực của mình chưa chắc là đẹp đã tin. Chứ còn bây giờ lên chỉ có nói như vậy là mình là như thế này, trình độ là luật sư, là thạc sĩ, là hơn ông này bà kia, đâu có phải đâu, đâu có đủ để ai tin. Từ cái điều này mà Thanh Trần mới cố gắng để
ma mị để dẫn dắt, để chứng tỏ bản thân mình, nhưng lại quên đi cái lương tâm của mình nó thối tha quá. Đây, nhìn lại những cái bài chia sẻ, các cái ngôn từ phát biểu cũng như cái văn nói thái độ của Thanh Trang là khó mà chấp nhận được một luật sư là như vậy. Rồi mình quay lại mình chào các bạn tí, trả lời những cái câu hỏi nào của khán giả. Xin chào Huệ Võ, xin chào Bắp Nù, xin chào chị Lê Thị Mở, xin chào Hạnh Vân, xin chào chị Lan. Xin chào Vinh Văn, xin chào Vũ Thị Phụng, xin chào Thảo Nguyễn, xin chào Văn Phạm, xin chào Hạnh Vân, xin chào Bách Trộm Chó, xin chào Ngọc DL, xin chào Dung, xin chào Phan Ngọc Dung, xin chào Vũ Thị Phụng, xin chào chị Hoa Nguyễn Ba, xin chào Dung. Luật sư phải thì ban xe văn sử địa mà trình độ văn chương quá tệ, không hiểu sao thì đâu mới là người có ăn học mà nói chuyện quá thô lỗ như chưa từng được đi học. Hay nhiều khán giả họ vào họ bình luận hay nhận định Thanh Trần là như vậy. Một luật sư thì ít ra người ta cũng phải là biết được cái liêm sỉ của mình, mình nói ở lúc nào, mình nhìn nhận nên nói ở điểm nào, ở lúc nào. Trong khi lên chia sẻ trên mạng xã hội trước con mắt của hàng triệu triệu người, nhưng mà Thanh Trần không thể hiện, không kiềm chế được cái cảm xúc bản thân, thì các bạn thấy rằng nếu như tiếp xúc ở ngoài đời thì khi gặp Thanh Trần có không có ai mà nghĩ cô ta là một luật sư đâu. Mình cũng đã gặp Thanh Trần ngay tại phiên tòa một lần rồi, với cái phong thái thì rất là đời thực đấy, rất là giang hồ, rất là nữ tạc, rất là dữ, chứ không phải là một luật sư. Đây, nhưng qua cái phong cách cho đến cái lời nói mà xuất phát trên mạng xã hội này, là chúng ta đủ đánh giá được nhận thức, tri thức và nhân cách của Thanh Trần là ở góc độ nào rồi. Cái trình độ, cái nhân cách của con người nó luôn xuất phát từ trong thâm can, trong lương tâm, trong trái tim của mỗi con người. Cái lời nói của Thanh Trần là nói là yêu thương, mến, giúp đỡ thiền em, thương các bé trong thiền em, cảm động cụ Vân những hoàn cảnh không có. Những cái điều đó chẳng qua là lọc lừa niềm tin của khán giả thôi, chứ còn bản chất của Thanh Trần, những câu nói, những thái độ mà hỗn xược như thế này thì đối với những lời nói nó không có, nó không xứng đáng. Xin chào Minh Lê, xin chào Phan Ngọc Dung, xin chào Anh Huỳnh, xin chào Âm Nhạc Tô Yêu, xin chào Quang Đặng, xin chào Tiến Nguyễn. Luật sư gì mà nói chuyện với ngôn từ thô lỗ quá. Một người bình thường khi tiếp mặt với Thanh Trần là đủ thấy được, nhận thức là đủ đánh giá được con người Thanh Trần này ở một cái góc độ nào trên xã hội rồi, chứ không phải là luật sư. Không có ai mà luật sư mà ngang bướng mà như vậy. Bởi cái mục đích của Thanh Trần khi tham gia vào cái đài drama của mạng xã hội, từ cái vụ bà Phương Hằng cho đến cái vụ thiền am này, Thanh Trần lúc nào cũng tự xưng cho rằng mình là tài cao hiểu rộng, rồi con nhà là con ông, cho con người này người kia, con nhà truyền thống, con nhà nội, cha mẹ là này là kia, cha mẹ làm thứ này thứ kia. Nhưng đổi lại thì Thanh Trần đem đánh đổi một cách rất là thầm tệ, đem cha mẹ mình ra đánh đổi với cái nhân cách giá trị của mình. Thì như vậy chẳng khác nào mà Thanh Trần tự bán đứng cái lương tâm, cái trách nhiệm, cái giá trị của dòng họ cũng như cha mẹ của mình, kể cả bản thân mình rồi. Con người mình nó quá đê hèn, thấp kém như thế này mà lại lôi cha mẹ mình ra nói rằng là nhân xưng là
người trí thức là địa vị trong xã hội, mà thanh trần lại thấp kém như thế này thì chẳng khác nào là thanh trần đã bán đứng cha mẹ của mình rồi chứ gì nữa. Xin chào Lập Nguyễn, xin chào Xuân Thanh, xin chào Bắp Nù, xin chào Thị Tiên, xin chào chị Bích Liên Hỷ Xã, xin chào Huệ Võ, xin chào Thu Thảo, xin chào mấy chị em mới vào sau. Hôm nay Thanh Trần đã làm bên cầu đường rồi. Ngày thứ bảy Thanh Trần phải xuống Long An để đo chiều dài để làm đường vào tỉnh Thất Bồng Lai. Chúng ta cùng chờ xem. Đấy. Cái việc mà cái đường đi vào Thiền Am đó có là cái đường dân sinh của cái thôn, cái xã của Thiền Am, cái xã mình nơi gia đình Thiền Am an cư tại đó, chứ đâu phải là cái ngõ của Thiền Am đi vào. Mà Thanh Trần đề cập đến cái vấn đề này làm gì? Không biết Thanh Trần quay cái đoạn video này là hồi nào đó mà quay lên nói rằng là đường của Thiền Am thì xấu, con đường này là nhà nước và nhân dân cùng làm. Đã biết là nhà nước và nhân dân cùng làm thì mình tung hô cái việc này lên làm gì vậy? Mục đích là gì các bạn? Trong khi là đây là cái con đường chung, cái chịu khó chịu khổ chung của mỗi con người ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây đó, chứ đâu có phải là riêng của Thiền Am đâu mà mình đề cập đến. Mà đường của nhà nước nhân dân cùng làm thì cái việc này mắc mớ gì mà mình phải lôi la, mình đăng tải lên mạng làm chi vậy? Hay là mục đích Thanh Trần muốn ưng làm cái con đường này, muốn ưng làm con đường này cho Thiền Am, muốn kêu gọi hay là muốn làm gì đây? Trong khi đường thì đường của nhà nước và nhân dân cùng làm. Biết là người Thiền Am có đóng rồi, hay ai mà đã sinh hoạt và đi trên con đường này thì chắc chắn là phải đóng tiền rồi, đâu có phải là người Thiền Am không đâu, mà cả dân ở địa phương đó là ấp Lập Thành xã Hòa Khánh Tây này đấy. Mà tự dân mất chi mà đem cái con đường mà đi vào Thiền Am này mà quay lên rồi chia sẻ, làm như kiểu mình là có trách nhiệm, mình là người mà coi như là đứng ra chủ quản hay hoặc là quản lý cái khu vực này ghê vậy. Chừng đó chuyện là chúng ta đủ biết mục đích của Thanh Trần là gì rồi các bạn. Trong khi cô thì không phải là người địa phương, cô cũng không phải là người của Thiền Am nữa, mà cô xướng cái vụ việc này lại làm chi vậy? Hay Bắp Nù, đường đó nhà nước làm chứ nhân dân nào mà làm, bà nội Thanh Trần khùng. Ê, mà cho nhà nước nhân dân cùng làm đi chăng nữa cũng đâu có mất mới gì tới Thanh Trần, mà cũng đâu có phải là vì một Thiền Am mà Thanh Trần lôi cái sự việc này ra mà để tung hô lên làm chi, để làm cho nó rộn rào lấy vậy. Luật sư cầu đường là đúng rồi. Luật sư gì mà bây giờ các bạn thấy không, nó loạn xà hết trơn. Như Hồng Sơn á thì đi tư vấn chống thấm chống dột rồi nhảy vào tranh công cướp việc của người ta. Đây các bạn để xem cái việc làm của Hồng Sơn khi chống thấm chống dột cho nhà Thiền Am. Các bạn thấy làm rất là sai lầm về cái kỹ thuật, vậy mà ông cho rằng là kỹ sư kiến trúc con cháu của nhà ông hết. Các bạn thấy cái tấm sàn của nhà Thiền Am đã đổ là ít nhất là phải là 15 phân khi hoàn thiện rồi. Đấy, mà trên sàn đó là cái nhà Thiền Am là cái nền đất là rất là yếu. Nền đất là đất ruộng, đất nông thôn xây dựng nên nhà. Nhà đó là nhà cấp 3 chứ không phải là nhà cấp 4 nữa. Nhà thì nhà cũng 2 tấm, dự định lên 3 tấm. Mà bây giờ là Hồng Sơn lên chống thấm và đổ thêm lên 10 phân này nữa các bạn. Thấy cái kiểu Hồng Sơn làm là mình biết nó quá là vô lý rồi. Nó nứt là đường nào cũng nứt. Các bạn thấy không, cái tấm sàn người ta đổ 10 đến 12 phân, khi hoàn thiện lên là 15 phân. Trong đó là sát người ta kết cấu là 10 phân, cái ô vuông như vậy đó. Sát 6, sát 8, sát 12 người ta kết cấu vậy đó mà nó còn nứt. Không chi bây giờ Thanh Trần lên mua, Hồng Sơn vào mua cái lưới lưới lỗ dung đó các bạn, lưới mà để chống nứt á. Nhưng mà Hồng Sơn lại đổ thêm một cái lớp. Mình thấy trong cái đoạn video mà Quốc Bảo khoe là nhớ là, các bạn thấy không, giờ đổ dày thêm lớp nữa 10 phân nữa. Thì các bạn thấy cái sức chịu đựng
của cái nền móng ở cái đất rùng yếu như thế này mà Hồng Sơn đứng ra làm cái việc như vậy, nó có ảnh hưởng không các bạn? Nó có nguy hiểm cho cái căn nhà đó không? Căn nhà là cái tấm ở trên, là tấm trên cao, mà trên cao càng nặng đó là nó càng nguy hiểm cho cả cái ngôi nhà. Mà không biết Hồng Sơn tại sao lại lên lại đổ thêm lên 10 phân này nữa để chống nứt. Đổ mà không lót gạch, không làm gì, chỉ quét bê tông cũng rồi, phơi nắng ngoài trời nó cũng lại nứt. Không có đường nào mà không nứt hết trơn các bạn. Mà khi mà cái đó mà mai mốt có thiền âm mà có lên một tấm nữa là xử lý rất là khó. Bởi vì giờ cái độ dài nó lên là cái sân thượng có thể là lên 20 phân rồi đấy. Thì các bạn thấy cái nhà mà ở trên nặng ở dưới nhà thì sao? Gặp cái nhà mà nền đất yếu mà nằm giữa đồng trống nữa, khi gió mà bão mạnh là nó có thể là ảnh hưởng rất là lớn. Như vậy thì với cái trình độ mà Hồng Sơn Khoa là kiến trúc sư, kỹ sư ở đâu không thấy mà lên thiết kế kiểu đó là rất là sai lầm, rất là nguy hiểm cho cái sàn của căn nhà Thiền Am. Bây giờ nếu như các bạn nghĩ đi, nếu như bây giờ mai mốt mà Thiền Am có lên một tấm nữa thì phải xử lý cái tấm sàn nó xuống, chứ không lẽ để đâu mà nó nặng như vậy. Nó nặng quá là cái móng ở dưới là không có chịu lực nổi, không có chịu đựng nổi. Càng lên cao thì người ta càng thiết kế sao cho cái trọng lượng nó bớt lại. Mà đằng này là Hồng Sơn lên là cho tăng cái trọng lượng lên, mà làm một cái kiểu mình thấy nó, người trong nghề họ nhìn thấy là rất là vớ vẩn, rất là vô lý. Trong khi cái sàn sắt ở dưới người ta kết cấu là sắt 10, sắt 8, sắt 12, sắt 6, người ta đang ô vuông rồi đó. Đổ một cái sàn mà nó còn nứt, chống thấm rồi mà nó còn nứt. Mà bây giờ Hồng Sơn cho rằng đưa cái lưới xíu này vô. Lưới mà kiểu như mà lưới người ta làm lập chuồng gà, là lập chuồng chim đó các bạn, lập chim đó để tấn chim, tấn gà, nuôi chim, nuôi gà đó. Mà đổ thêm một lớp dày như thế này lên nữa, nó nâng cái tổng số trọng lượng của cái tấm sàn nó lên, rất là nguy hại cho căn nhà Thiền Am. Chống thấm cái kiểu gì, chống dầu cái kiểu gì đó, cái nhà Thiền Am bây giờ khi anh Bình anh nói rồi, cái cốt của anh đã nâng cao là 7 phân rồi, thì bây giờ cứ theo đó mình làm, chỉ cần là lót lên lớp gạch nữa thôi, lót gạch men lên thôi là rất nhẹ mà ít chi phí, ít tốn kém. Đó là cách chống thấm hiệu quả nhất. Gạch men là chịu nóng, chịu nắng, chịu áp lực, chịu nhiệt ở ngoài trời và chịu mưa, chịu gió. Còn bây giờ xi măng bê tông mà anh có đổ 10 lớp lên trên đó là nó nứt, là nó nứt. Vì xi măng bê tông cốt thép là nó có độ giãn nở. Đây. Mà Hồng Sơn không biết tư vấn kỹ sư xây dựng đâu mà lên mà đổ thêm lớp 10 phân nữa, thì các bạn thấy không, nó nâng cái trọng lượng gấp đôi cái tấm sàn đó lên, thì nó phải ảnh hưởng cái nền móng ở dưới. Và cái nền móng của nhà Thiền Am là nó rất yếu, nằm ở đất ruột. Mai mốt tương lai mà gió bão lớn là nó phải có ảnh hưởng và nó lại càng nứt thêm. Cái khắc phục của Thiền Am vừa qua, nếu như mà người biết làm họ vào, chỉ có là nếu như muốn đơn giản là chỉ có sẵn cái cốt đó rồi mình cán lên một lớp hồ mỏng nữa thôi để lót gạch lên đó là được rồi. Đó là chi phí thấp và nhẹ, cái trọng lượng nó không ảnh hưởng nhiều, dễ làm nữa, mà nó lại bảo đảm về không dột, không nứt nữa. Đây là lót gạch. Còn cái phương án thứ hai làm kiên cố thì mình dựng trụ sắt lên, làm cái mái che lên trên đó là kiên cố nhất. Làm cái mái che mình lợp tôn lên thì mình lên đó mình hóng gió buổi trưa, rồi hoặc là phơi đồ, các cái vật dụng trong gia đình có thể đưa lên trên đó mình để cho nó gọn là được. Cái phương án là lợp tôn là phương án là hữu hiệu nhất. Tôn ví dụ mai mốt mình có lên tấm nữa thì mình dỡ xuống rồi bắt đầu mình sử dụng lại được. Thấy các bạn thấy không? Đó là lợi nhất mà tại sao Hồng Sơn không sử dụng cái phương án đó. Đó là cách chống hiệu quả nhất. Mà Hồng Sơn lại đổ thêm một lớp 10 phân như thế này nữa. Rồi Hồng Sơn lấy cái lưới mà lưới họ làm lồng chim mới lót vào.
cái mục đích là để cho khỏi nứt cho các bạn. Thấy kiểu Hồng Sơn làm mà thấy bất ngán luôn. Rồi bắt đầu chống thấm chống dột lên cùng y quét hồ dầu, quét bê tông lên như vậy đó, quay lên chắc chắn đảm bảo đường nào nó cũng nứt trở lại thôi. Bê tông cốt thép phơi ngoài trời làm sao không nứt được các bạn. Vậy mà Hồng Sơn cho rằng đó là cái cách hữu hiệu, bảo hành 50 năm, đúng không? Lên mạng khẳng định là tôi làm kiểu đó là chắc chắn là 50 năm mà nó chưa nứt. Trời ơi, ông làm như kiểu mà trong xã hội này có mình ông làm nghề hay sao á. Ông luật sư mà ông rành ghê vậy. Đó là cái suy nghĩ của ông thôi. Họ đã làm, họ đã trải qua biết bao nhiêu là đời mà bên xây dựng rồi, mà họ lại sợ cái kiểu cách đó, họ chưa dám khẳng định được. Xin chào chị Nguyệt Nguyễn, xin chào Hề Võ, xin chào các chồng chó mai mốt. Mà cái móng mà lúng thì Hồng Sơn và Thanh Trần lại đổ thừa cho anh Bình Thợ Xây, lúc đó thì làm sao hả trời. Đây các bạn thấy không, anh làm anh chống thấm cái kiểu anh rất là vô lý. Cái đó là anh chống nứt chứ chống thấm gì, anh làm cho tăng cái trọng lượng của cái sàn của sân thượng nhà thiền âm lên là càng nguy hiểm nữa. Không có ai chống thấm mà chống kiểu đó hết trơn á. Con Thanh Trần là quần quà. Thanh Trần nói tháng 7 Hồng Sơn có thể hành nghề luật sư mà. Rồi có chưa? À vậy hả? Thanh Trần nói tháng 7 Hồng Sơn có thể luật sư. Có nghĩa là thời gian từ 3-4 tháng qua Hồng Sơn cố gắng để đi phục hồi lại cái vấn đề này đây. Sau 5-6 năm đã bị tước thẻ hành nghề. Nhưng mà không biết... Thanh Trần phục hồi lại được cái thẻ, nhưng mà có phục hồi lại được nhân cách của mình hay không? Có xứng tầm để ngồi vào trong cái hàng ngũ luật sư hay không? Rồi trình độ trí thức của mình khi tham gia mạng xã hội đã nhiễm về cái đầu óc là rất là ti tiện đê hèn như vậy, thì cái trình độ kiến thức của Hồng Sơn có còn giống như cái ngày mà anh mới ra trường hay không? Thấy không? Thành cho nên là Hồng Sơn hứa rằng là bằng thì tôi cất trong tủ đây, không việc gì tôi phải đưa ra chứng minh, có đâu mà cất, có đâu mà đưa ra. Cho nên trong suốt cái thời gian mà Hồng Sơn đã bị lập tẩy là luật sư giả đó, là Hồng Sơn đang chạy lên chạy xuống ở các cái nơi mà anh đã từng gửi hồ sơ để cố phục hồi lại cái bằng cấp của mình. Có thể là như vậy. Có một cái đoạn clip mà Thanh Trần chia sẻ nói rằng anh Sơn mấy bữa nay anh bận lắm, anh tới văn phòng luật sư để lục lại các hồ sơ để phục hồi. Đấy. Như vậy thì dù cho mai mốt Hồng Sơn có là luật sư đi chăng nữa, nhưng với trình độ và nhân cách nó đê hèn giống như vậy, thì Hồng Sơn có được xứng đáng để ngồi trong hàng ngũ luật sư hay không? Xin chào nhật ký tài lõn, nơi Thanh Trần nhanh hơn não con đường, anh nghe chưa? Đấy, tự nhiên con đường của người ta tự nhiên đem chụp hình quay phim đăng lên mục đích là gì, các bạn thấy biết liền. Nghe là các bạn cũng đủ biết rồi. Phục hồi nhân phẩm của Thanh Trần và Hồng Sơn không? Con người Hồng Sơn và Thanh Trần như bây giờ, cái bản chất nó đã là như vậy. Cả cộng đồng thế giới này họ đều biết, hàng triệu triệu người đã nhìn thấy được cái nhân cách của người này rồi. Bây giờ có phục hồi cũng không có được. Phục hồi ra cái bằng cách nhưng mà cái nhân phẩm của người nó không có thì cũng như nhau rồi, cũng như không rồi. Đối với Thanh Trần thì các bạn thấy đó, không xứng đáng là một luật sư. Không biết cô là cô đi sai ngành hay sao á. Đồng ý với cái cương lĩnh, cái tính thẳng thắn thì cũng có đó, nhưng cái trình độ, cái bản chất nó không đúng. Họ thẳng thắn và họ thể hiện
cái nhiệt khí của một con người, chứ không phải thể hiện cái sự ngông cuồng. Cái tính thẳng thắn là nó xuất phát từ cái nhiệt khí, khí chất của con người, chứ không có cái kiểu mà mắc dạy mà ngông cuồng như Thánh Trần, hồ đồ như Thánh Trần. Nó không phải. Cái đó không phải là khí chất, khí phách, mà cái đó là bản chất hồ đồ. Cho nên một luật sư mà như Thánh Trần thì không làm nên việc lớn đâu, không làm được cái việc gì đâu các bạn. Ra phiên tòa thì chỉ có muốn kiếm chuyện rồi cũng bị họ đuổi ra. Ây, một tiếng rồi, xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đến bây giờ thì cũng thời gian khá dài rồi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một buổi trưa an bình và hạnh phúc. Chúc mấy chị em ở nước ngoài có một đêm nghỉ bình yên và hạnh phúc. Mình xin gửi lời chào thân ái nhé.